Thời gian qua, huyện Đắk Lây có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, triển khai đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Hiện nay, huyện Đắk Lây có một phòng khám khu vực và 11 trạm y tế cơ sở. Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Đội ngũ, cán bộ, quản lý, nhân viên của các trạm y tế trên địa bàn thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy lương y như từ mẫu và 12 điều y đức được người dân tin tưởng. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ sở y tế được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Năm 2023, ngành y tế huyện khám và điều trị cho trên 70.000 lượt người, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng cao, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.